quay cho chị Thảo em. Chị kích vào ba thanh kim lượng ở trên cùng. Ba thanh kim lượng ở trên cùng. Đây là hóa chất của chị vừa mới khai xong. Chờ giờ thì em vào cái chỉnh sửa theo hướng dẫn cái trang hướng dẫn này em biết rồi đúng không? Ừ. Cái FTP Access Injection này, thì nó hướng dẫn em vào đây. Em vào cái chỉnh sửa Windows Explorer này. Xong ừ, em gõ chữ FTP FTP chấm Nova Bio đây. Này mới bị em bị lâu rồi. Cái lỗi này là mình mới bị thay hóa chất này, hay là trước thay hóa chất nó bị lỗi. Bây giờ tụt mất cái này. Hay sao mà bị cái này nữa? Nó là nó hiện là cái thông địa chỉ. Anh xem được cái chỗ chỉnh chỉnh à. Hôm trước anh. Vâng. Vâng, chị em hỏi chị là chị chưa tập này. Đấy, đấy lúc đấy nó vừa hiện lên này. Thế thì em kiểu anh ẩn đi rồi, ẩn cái chỗ đầu này. Em ra phải đến chị nhá. Chị mở máy, chị đi nữa thì chị cửa máy tắt một công tắc em nhé. Em tắt phần mềm nhé. Giờ lắp lại cho một cái chất cũ lại cho này đang thì là cái con đường như này. Thì tay phải thì để sau cho em một dây trái thì để. Ok, cái đấy em hiểu. Đấy, mà em cũng xem xong này tiện hơn. Sửa cái đấy nó lớn nhỏ hơn rồi mà. Kim tại